Quay lại với chuyên đề TT thì tôi muốn thông báo cho các bạn biết điều này. Hàng chục ngàn con TT bị giết thịt và vận chuyển bất hợp pháp mỗi năm vì những niềm tin cổ xưa về công dụng thần kỳ của thịt và vảy của nó. TT khắp thế giới từ châu Phi tới châu Á đều có nguy cơ tuyệt chủng vì sự mê tín về những giá trị y học cổ truyền và trong các nghi lễ hiến tế. Nguyên nhân là vẻ bề ngoài của họ nhìn rất mạnh mẽ, giống như đang mặc áo giáp, làm cho con người tin tưởng rằng ăn thịt TT vào sẽ rất là khỏe mạnh. Vảy TT được làm thuốc bắc, thịt TT thì cho là thức ăn tinh khiết. Vì ở Trung Quốc người ta nghĩ rằng ăn súp TT sẽ giúp cho đàn ông trở nên khỏe mạnh, nhưng thật sự không phải như vậy đâu. Các bạn thấy làm người thường điên rồ ghê chưa? Chỉ có làm người cá mới khỏe mạnh nhất và không còn những suy nghĩ bệnh hoạn thế này. Vảy TT nó y chang như móng tay của chúng ta vậy đó. Trong khi cái móng thường xuyên mọc dài và bị cắt bỏ, sao lại có thể làm thuốc chữa bệnh được nhỉ? Muốn ăn vảy TT thì ra các tiệm nail, người ta cắt móng tay móng chân cho khách bỏ đầy á. Lụm về muốn bao nhiêu ký cũng có. Con người toàn ăn thịt động vật đủ thứ, con này con kia, bổ béo, sao không lấy móng của họ ăn đi? Chứ TT ăn kiến, côn trùng, nhỏ bé dơ bẩn bò lê lết dưới đất thì tốt ở chỗ nào? Nếu bạn nói các bộ phận trên cơ thể người không bổ bằng loài vật khác thì đã chứng minh ăn thịt động vật khác cũng không có lợi ích gì. Tại sao cứ muốn ăn thịt hoài vậy? Chẳng qua các bạn thích nếm những hương vị mới lạ từ thịt động vật rồi tự nghĩ ra những công dụng thần kỳ cho nó. Niềm tin sẽ biến điều không thể thành có thể. Đó là sức mạnh tư duy của con người. Vì chúng ta là loài vật yếu ớt nhất trong tự nhiên, không có được những cái kỹ năng bảo vệ, sống sót ngoài tự nhiên, nhưng lại có một tư duy vô cùng mạnh mẽ. Trí tuệ của con người có thể thay đổi cả thế giới lẫn vũ trụ, đều do cách nghĩ của bạn mà ra. Nên nếu các bạn cùng nhau suy nghĩ tích cực rằng ăn chay mới tốt cho sức khỏe nhất, thì chắc chắn điều đó sẽ luôn đúng. Và chúng ta phải chặn ngay những cái suy nghĩ tiêu cực của những con người đang muốn ăn thịt động vật để chữa bệnh, thì mới cứu được TT. Nếu ai cũng có thể trở thành người cá khỏe mạnh giống Tiun, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nghĩ ăn thịt động vật mới bổ. Còn không thì bắt kiến về mà ăn giống TT. Tại sao lại làm hại loài vật này đến nỗi sắp tuyệt chủng như vậy? Trong khi đây là loài vật đã có mặt trên trái đất từ 80 triệu năm trước, sinh ra với vai trò ăn côn trùng để cân bằng hệ sinh thái, không biết ơn mà còn giết hại phi lý như vậy. Mặc dù đã được các nhà khoa học chứng minh, nhưng người ta vẫn muốn ăn chất sừng từ vảy của TT. Cũng giống như những loài vật nguy cấp khác, cứ đổ lỗi cho săn trộm là xong. Nhưng chả bao giờ ai quan tâm đến cái nhu cầu tiêu thụ, vì chỉ có người mua thì mới có người bán. Ở châu Á, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ TT nhiều nhất. Luật pháp của họ không có chính sách chống lại việc buôn bán TT bất hợp pháp. Thậm chí quan chức của họ còn cho nhập khẩu TT trái phép và bán thịt động vật nguy cấp thoải mái. Theo tổ chức bảo tồn động vật hoang dã South Vietnam Wildlife cho biết đã thả ra một nhóm TT hồi đầu năm để bảo tồn. Nhưng loài vật này di chuyển rất chậm nên có khả năng bị bắt lại ngoài tự nhiên rất cao. Tiun cũng có video ghi nhận lại gần 100 cá thể TT được giải cứu năm ngoái xém bị làm thịt để bán cho Trung Quốc. Thế nên bạn nào muốn cứu TT thì phải phụ Tiun trở thành những người cá khỏe mạnh bảo vệ động vật để chứng minh cho những con người bệnh hoạn thấy rằng ăn thịt TT chả bổ ích gì đâu. Từ từ đã.